Dạ vâng, em xin chào các bác, xin chào các anh chị ạ. Nên em đang lên những cặp loa nghe nhạc cũng như là những cặp loa hát karaoke đến từ Mỹ, Mexico và USA các bác ha. Đó, đây là hai cặp loa nằm này, JBL và QSC. Còn phía bên đây là hai cặp loa đứng của JBL. Trước tiên em sẽ đi đến cặp loa cây JBL. Đó, một cái tem JBL nằm ở phía dưới ha, lỗ thông hơi này. Và nó được sở hữu 4 loa, hai loa bass 16, một loa mid và một loa chép dome nằm ở bên trên, màng titanium ha. Đó, cặp loa cây này dành chuyên dành cho nghe nhạc, bass đánh rất là sâu. Đây là hai bass thật ha, hai bass thật 16 và loa cây JBL này đến từ Pháp quý vị ha. Đây này, ở trên của nó cái mặt cái hầu nó rất là sâu, sâu thậm chí là sâu hơn một găng tay của em luôn. Một găng tay của em là 25 rồi, nếu mà tính chiều sâu tầm khoảng 30 hoặc là 32 ha. Đó, còn về mặt sau của loa này nó có ghi một cái tem màu đen. Đó, ATX40 JBL 6 ohm made in Denmark, hàng của Đan Mạch nhưng mà cổ loa là của Pháp quý vị ha, bởi vì cổ loa bên trong là nó dán một cái tem made in Fancare. Fancare là hàng đến từ Pháp ha. Đây là một cái tem này, tem màu đen. Cầu loa bên đây và có chữ JBL nằm ở trên cái cầu loa này. Đó, JBL ha. Về tổng thể hình thức cặp loa này còn rất là đẹp, mặt sau, mặt trước đều đẹp. Đó, e căng cũng còn đẹp ha. Những cặp này đều là e căng còn đầy đủ hết này. Đây, của loa bên trong nó có ghi là made in Fancare, hàng đến từ Pháp luôn, của loa của Pháp ha. Đó, và cái cặp này sẽ có giá là 5 triệu đồng một cặp. Nó bát thật hết. Hai bát thật, một cây là hai bát thật ha, một loa chung và một loa chép này. Đó, lốt không hơn nằm ở phía đằng trước ha. Bên trong của nó bóng bông tiêu âm rất là nhiều và đặc biệt một cái là cái cặp loa này nó xài hai vị phân tầng, có nghĩa là phân tầng cho loa bát và phân tầng cho loa chép ha. Nó xài cho hai vị phân tầng riêng, tách biệt riêng ra luôn. Đó, còn cái bên nữa cũng là một cặp loa JBL. Con này của USA ha. Đây, cái tem của nó đây. Đó, USA ha. Model đen là JBL 3800, lốt thông hơi nằm ở bên đây. Con này được sở hữu 3 loa bass, 3 quay. 3 loa ha, 3 loa 3 đường tiếng 3 quay, một loa bass 20 này, một loa mid. Gân vải lụa ha và một loa chép màng titanium. Đó, JBL đây, titanium là cái màng đặc trưng của dòng loa chép dome ha. Đó, tiếng là rất là hay, hay hơn là những dòng loa chép đùa luôn. Đó, hai con này đều là chép dome hết. Loa mid, loa bass và loa chép này, tốt hơn là ở phía dưới. Model là JBL 3800, cặp này cũng ai căng còn đầy đủ quý vị ha. Đó, hàng đẹp luôn, hai cặp này đều nghe nhạc như nhau. Nếu như mà các bác nào muốn trầm ấm độ sâu mềm mại, mình mua cặp loa JBL cây hai bass đôi kia. Còn về bên đây là tiếng thanh thoát cũng như là tiếng trầm nó vẫn có nhưng mà nó cũng chín mười với nhau so với cặp loa JBL kia ha. Đó, mỗi cái nó có một cái hay riêng của nhau. Đó, rồi cái cặp loa JBL 3800 em cũng bán đồng giá ha, là 5 triệu đồng một cặp. Đó, ai căng còn đầy đủ, mặt trước mặt sau đều đẹp quý vị ha. Đó, bên hông cũng còn rất là đẹp này. Đó, bên hông còn rất đẹp ha. Và mặt sau của loa JBL này, cái tem nó nằm ở mặt trước rồi, nên mặt sau nó chỉ có cầu loa thôi. Đó, cầu loa vô ha. Đó, đều đẹp hết, các góc cạnh đều đẹp, không có bị móc méo hay là bề nở đâu ạ. Đây, nó cả nó còn rất là đẹp ha. Đó, JBL 3800 sẽ có giá là 5 triệu đồng. Đó, hai cặp này bằng giá nhau, là chuyên nghe nhạc quý vị ha, không nên hát karaoke ạ. Và qua bên đây nữa là hai cặp loa nào, đây là dòng loa cao cấp rồi. Trước tiên là một cặp loa QSC. Đó, nó được sở hữu là một chiếc kèn rất là to này, họng của nó to cực kỳ to luôn, to tổ trưởng luôn. Đó, rất to ha, nó còn dính bụi quẩn này, em chưa có lau chùi gì hết, vừa mới cui ra luôn. Và bốn loa bass 16, loa bass mid bass 16 ha. Đó, cặp này tiếng thôi rồi, kinh khủng luôn quý vị ạ. Hát karaoke mình không cần phải bàn nghỉ đâu. Đó, nó chấp tất cả những cái dòng loa bốt 3-1 luôn. Còn về mặt sau này nó có một cái tem nằm ở bên đây. Đây là QSC SR46 ha. Đó, cái cặp này thiết kế của nó là nó là để nằm. Nó để nằm, nên là cái tem nó hơi ngược một tí quý vị ha. Đó, QSC SR46. Đó, còn
về cái đường cầu loan là nó xà bằng dắt ốc vít ha. Đây cho ốc vít như là cái này này, đó ốc vít vô đây. Dây đỏ là cái dây cộng, còn dây trắng là dây trừ ha. Đó. Nó bắt bằng được ốc vít. Con này được sản xuất tại Made in Mexico, lấy cái tem Mexico nằm trên ha. Đó, Made in Mexico, hàng xịn của Mỹ luôn. QSCR46. Made in Mexico ha. Và ba lỗ thông hơi nằm ở mặt sau này. Đó, ba lỗ thông hơi ha, nó có những cái chắn như vậy là chắn bụi hay là chắn chắn chuột hay là chắn côn trùng nó chui vô đấy. Để nó cắn hết loa, nó chắn nó ngăn chặn chuột ha. Đấy, lỗ thông hơi nằm ở mặt sau hết. Đây, em sẽ qua xa ra này. Đó, cấu hình của nó là một chép kèm nằm ở giữa và bốn loa bass nằm ở hai đầu ha. Đó, cặp này karaoke thôi rồi, không cần phải bàn nghĩ đâu. Nó chấp tất những dòng boost 301 luôn, kể cả những dòng boost CD3 này, CD AV này, nó cũng tầm khoảng 15 triệu, 16 triệu rồi. Đó, đánh thua cái này hết ha. Và cái giá của cái cặp loa Squishy này là 13 triệu ha. Đó, 13 triệu đồng, con này hàng khủng luôn. Và cái gỗ của nó là bằng gỗ sơn sần ha, sơn sần chứ không phải mượn nỉ quý vị ha. Đó, gỗ sơn sần luôn. Đó, cái giá này còn giá nó sẽ thua những dòng loa boost 301. CD AV này và CD3 này, nhưng mà đánh chất hơn nhiều, đánh cả gấp đôi gấp rưỡi luôn. Đó, những dòng boost không bằng đâu ha. Rồi giá là 13 triệu đồng này. Cái căng còn đầy đủ luôn, cái căng của nó đây. Đó, em đã tháo cái căng ra rồi. Ốc vít của nó này. Và cái chữ QC ở đằng nằm đây. Thường thường QC nó chỉ có trên những dòng đẩy thôi. Nhưng mà dòng loa nó vẫn có nha quý vị. Dòng loa vẫn có luôn, nó hơi hiếm một tí. Đó, mình chỉ việc mở những cái ốc này ra là mình tháo được cái căng của nó rồi. Đây này. Nó cố định bởi những chiếc ốc này. Đấy, những chiếc ốc bên cạnh của cái căng ha. Đó, được 6 con. Đó, cặp này hát karaoke hay lắm, tiếng ra cực kỳ bay luôn. Đó, thùng nó tương đối là nặng, nếu mà cặp này nó tầm khoảng 40-50kg một thùng đấy. Đấy, nó nặng ha. Rồi giá là 13 triệu đồng một cặp này này, QSC đến từ Mexico. Và cuối cùng là cặp loa JBL 8340. Đó, dòng này cũng là dòng loa để nằm, cũng là chuyên hát về karaoke ha. Được sở hữu là một bass 25 này, hai lỗ thông hơi nằm ở hai bên và một loa chấp kèn nằm ở bên trên ha. Đó, JBL 8340, một cái logo JBL nằm ở đây. Thùng bằng nhựa ABS cao cấp ha, thùng bằng nhựa sần này. Đó, chất liệu bằng ABS cao cấp luôn. Đó. Chứ phải bằng nhựa tầm thường quý vị ha. Đó, những dòng nhựa được thiết kế trên loa đều là những dòng lượng nhựa cao cấp hết. Đó, bass 25 và một chấp kèn. Cặp này cũng là dòng chuyên hát karaoke tại bên Mỹ luôn. Đó, và mặt sau này, mặt sau là JBL. Đấy, nó hơi ngược một tí. Đó, JBL 8340 ha, model của nó này. Trở kháng là 8 ohm và được sản xuất tại Made in USA. Dòng xịn ha, dòng xịn của bên USA luôn. Đó. Đây là cái thanh cái lỗ để mình chống cái cây lên để làm cái loa đứng ha. Còn đây là cọc loa này, cộng trừ, màu đỏ là cộng, màu đen là trừ ha. Còn một cái bên đây nó bị mất tem. Đó, đây, em sẽ đặt ngược lại. Đó, còn cái bên đây nó bị mất cái tem này quý vị ha. Bên đây còn tem này. Đó, bên đây còn tem này và bên đây mất tem. Đó, là một chiếc bị mất tem, không có tem ha. Còn về chất loa, chất lượng, chất âm như nhau. Về cấu hình như nhau hết ha, nó chỉ là một cái có tem và một cái không có tem thôi. Đó, cái cặp loa này em vẫn bán 7 triệu ha, 7 triệu như đợt trước, nhưng mà hôm nay nó bị mất một cái tem bên loa bên tay phải này. Em sẽ bán là 6 triệu 200 ngàn cặp loa này ha. Đó, 6 triệu 200 ngàn, còn nếu còn tem đầy đủ nó tầm khoảng 7 triệu đấy. Mất cái tem bán 6 triệu 2. Đó, bán cũng như là giá vốn đi cho nó mau quý vị ha. Đó, bình thường nó tầm khoảng 7 triệu, 7 triệu rưỡi không mà. Đó, còn về cái loa này, loa bass và loa chép này, hai bên đều như nhau, cũng như là đều zin xịt hoạt động như nhau ha. Bao đánh bao đập và bao hát luôn. Nó chỉ là không có cái tem thôi. Rồi giá là 6 triệu 200 ngàn quý vị ha. Đó, em vừa đăng lên những cặp loa hát karaoke và những cặp loa JBL dành cho nghe nhạc này. Bác đồng quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ha. Đó, và đây cũng là số Zalo này. Các bác cần gì lên Zalo nhắn tin cho em nha. Còn về phần kết bạn, danh bạ em đã đầy rồi nên mình chỉ nhắn tin được thôi ha. Ở trong phần Zalo để em chụp hình thêm chi tiết ạ. Rồi, và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.